Do ảnh hưởng bởi điều kiện phát tán không khí kém, gần đây nồng độ ozone tại khu vực Tây Bán Bộ tăng cao. Mới sáng sớm cả bầu trời đã có bụi mù. Sáng thứ hai, chỉ số chất lượng không khí đo được tại huyện Vân Lâm vượt trên 100, bật lên đèn khuyến cáo màu cam. Theo Sở Bảo vệ Môi trường, gần đây toàn Đài Loan nằm trên môi trường của gió đông do ảnh hưởng của địa hình. Khu vực ven biển vùng Tây Bán Bộ do có điều kiện phát tán không khí kém, khiến nồng độ ozone ở một số vùng miền tăng cao. Dự kiến đợt ảnh hưởng này kéo dài tới ngày 4 tháng 10. Cũng theo Sở Bảo vệ Môi trường, để phòng tránh chất lượng không khí trở nên tồi tệ hơn, nên đã bàn thảo với nhà máy phát điện ở Đài Trung, nhà máy điện lực Liêu Thiên ở Mai Lẹo tiến hành giảm tải và giảm phát khí thải, cũng hợp tác với chính quyền địa phương đưa ra các biện pháp ứng phó, kêu gọi người dân nên hạn chế ra ngoài. Tình hình dịch COVID-19 ở Đài Loan vẫn chưa thuyên giảm. Hôm nay ngày 3 tháng 10, trong nước ghi nhận thêm 33.377 ca nhiễm nội địa. Ngoài ra hôm nay cũng là ngày đầu tiên triển khai chương trình tiêm miễn phí vaccine phòng cúm mùa. Đối với người trên 65 tuổi, có thể cùng lúc tiêm miễn phí vaccine ngừa phế cầu khuẩn. Chương trình tiêm vaccine phòng cúm mùa miễn phí sẽ chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu từ ngày 1 tháng 10, ưu tiên cho đối tượng nhân viên y tế, người trên 65 tuổi, nhân viên cơ sở chăm sóc dài hạn, trẻ em trước tuổi đi học, thai phụ, người mắc bệnh mãn tính, người bệnh hiếm gặp, bị bệnh nặng, phụ huynh của trẻ mầm non, nhân viên trường mẫu giáo và học sinh. Trong giai đoạn 2 sẽ triển khai chương trình tiêm chủng từ ngày 1 tháng 11 dành cho những người thành niên có độ tuổi từ 50 tới 64 tuổi là những đối tượng không thuộc nhóm nguy cơ mắc bệnh mãn tính. Được biết năm nay sẽ cung ứng tiêm miễn phí 6,3 triệu liều vaccine phòng cúm mùa. Đài Loan sẽ mở cửa biên giới kể từ ngày 13 tháng 10 thực hiện chính sách miễn cách ly khi nhập cảnh. Theo thống kê bắt đầu từ tháng 8, nhiều sinh viên trong và ngoài nước đã lần lượt trở lại trường học. Trong niên học mới, số lượng sinh viên xin nhập cảnh theo chuyên án nhập học đạt khoảng 22.000 người. Tính đến ngày 27 tháng 9, có 13.827 người được phê chuẩn nhập cảnh. Ngoài ra ước tính có 15.240 sinh viên không nằm trong danh sách chuyên án, trong đó đã có 4.215 người nhập cảnh. Khảo lượng đến các sinh viên, nếu có hậu sự là lưu trú vào quá khứ của 防疫旅馆等，我想这个负担我们一定要特别的去考虑，所以这个细节就是在这部分。 Để đảm bảo an toàn phòng dịch và cân nhắc đến gánh nặng chi phí của du học sinh trong thời gian theo dõi sức khỏe, Bộ Giáo dục sẽ đưa ra quy định mới. Được biết, Bộ Giáo dục sẽ bãi bỏ chương án kiểm soát đối với sinh viên nhập cảnh, ví dụ trong thời gian 7 ngày khi sinh viên tự theo dõi sức khỏe nếu không có triệu chứng và làm test nhanh trong 2 ngày đều cho kết quả âm tính thì sẽ được phép đến trường. Có trường đại học dự kiến Đài Loan sẽ cho đơn giản hóa quy định kiểm dịch đối với du học sinh nhưng vẫn chờ có phương án rõ hơn nữa. Nhiều nhà trường đều mong đợi có thể khôi phục hoạt động mở lớp tuyển sinh như trước. Ngày 1 tháng 10, theo giờ Đông Java của Indonesia đã diễn ra trận đấu bóng đá. Do fan hâm mộ bất mãn kết quả của trận đấu gây ra cuộc xung đột, cảnh sát phải bắn hơi cay để kiềm chế vụ hỗn loạn. Kết quả dẫn đến tai nạn dẫm đạp lên nhau, làm ít nhất 125 người thiệt mạng. Trước khi xảy ra vụ việc để kiềm chế tình hình hỗn loạn trên sân cỏ, phía cảnh sát đã bắn hơi cay xua đuổi đám đông, nhưng bất ngờ có đến hàng trăm người đổ ào vào cùng một cửa ra để chạy trốn, dẫn đến vụ dẫm đạp ngay trước người quy mô. Trong thảm kịch này đã khiến cho hơn 100 người bị chết ngạt hay bị giẫm đạp hay tử vong trên sân cỏ do hạn chế về nguồn hỗ trợ y tế địa phương, cộng thêm tình trạng của người bị thương trở nên tồi tệ. Cảnh sát ước tính số lượng người thiệt mạng vẫn tiếp tục gia tăng. Trong kejadian tersebut, telah meninggal 127 orang. Dua di antaranya anggota Polri dan 125 yang meninggal di stadion ada 34. Ở phía ngoài sân vận động cũng xảy ra vụ hỗn loạn, 13 chiếc xe bị thiêu đốt hoàn toàn, trong đó gồm 10 chiếc là xe cảnh sát. Đứng trước thảm kịch chết chóc này, Hiệp hội bóng đá Indonesia cũng tuyên bố sẽ tạm dừng các trận đấu trong một tuần, đồng thời dốc sức phối hợp với phía cảnh sát triển khai cuộc điều tra về thảm họa.